tuyển Việt Nam đang đối mặt với những thách thức rất lớn khi hàng loạt trụ cột dính chấn thương, cùng lúc thuyền trưởng Park Hang-seo dường như cũng đã hết son. Khi chấn thương của Duy Mạnh khiến huấn luyện viên Park Hang-seo chưa kịp tiêu hóa với những âu lo, thì ngay lập tức thuyền trưởng người Hàn Quốc đón thêm một tin kém vui khác, Văn Hậu bị đau và không thể tự rời sân trong trận đấu của đội dự bị Herenveen. Mức độ chấn thương của Văn Hậu sau này được thông báo là không nặng và có thể trở lại trong khoảng 2 tuần tới. Nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc khó có thể ngồi yên khi trận đấu quan trọng với Malaysia cũng không còn xa. Nhìn mọi chuyện xảy ra trong những ngày làm việc đầu tiên của huấn luyện viên Park Hang-seo kể từ khi trở lại Việt Nam, nhiều người đang có cảm giác thuyền trưởng người Hàn Quốc bắt đầu bước qua vận xui sau những ngày tháng trước đó tương đối son. Dịch cúm Covid-19 buộc V-League rời lịch, và điều này khiến ông Park mất đi nhiều trận đấu cũng như cơ hội để kiểm tra năng lực của các học trò. Đồng thời bản thân chiến lược gia người Hàn Quốc cũng phải cách ly 14 ngày sau khi trở về từ vùng dịch. Chưa dừng ở đây, ông Park còn phải đối mặt với những ca chấn thương mới, cùng lúc đối thủ thích hợp để thử lửa như Iraq từ chối đá giao hữu, khiến vận đen của chiến lược gia người Hàn Quốc thêm dài. Ở tình huống hay thời điểm khác, việc hàng thủ vắng một hai nhân tố quan trọng dường như không có nghĩa lý đối với huấn luyện viên Park Hang-seo khi đủ sức, đủ thời gian để khỏa lấp những khoảng trống đó. Nhưng lúc này xem ra là rất khó khi đã nói ông Park đang đối mặt với vận xui từ trên trời rơi xuống, lẫn cả cách làm của chính mình từ trước cho đến nay. Nói rõ hơn, việc Duy Mạnh chấn thương, Trọng Hoàng, Đình Trọng không thể ra sân vì thẻ phạt đang đẩy thuyền trưởng Việt Nam vào thế rất khó khi không dễ tìm ra người thay thế. Bởi từ trước đến nay, hiếm khi nào chiến lược gia người Hàn Quốc thay đổi quá lớn ở hàng phòng ngự. Những cái tên được ông Park tin tưởng nhất suốt 2 năm qua loanh quanh cũng chỉ có Trọng Hoàng, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu. Hiếm lắm mới có tân binh chen chân vào hàng thủ mà thuyền trưởng người Hàn Quốc xây dựng một cách kỹ lưỡng ở tuyển Việt Nam. Nhưng bây giờ như đã thấy, đội tuyển Việt Nam chỉ còn Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Văn Hậu mà thôi, được coi là tin tưởng nhất bởi những người vừa lành chấn thương như Văn Thanh hay Xuân Mạnh chưa tìm được chính mình. Một số cái tên như Thành Trung, Hữu Tuấn lại hiếm khi được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng ở cấp độ đội tuyển Việt Nam. Để dấu hỏi về sự hòa nhập, hiểu ý trong các trận đấu thực sự là rất lớn. Đồng thời, V-League cũng chỉ đá 3 vòng trước khi tạm nghỉ để nhường chỗ cho thầy trò ông Park chuẩn bị cho trận gặp Malaysia, thì việc tìm ra nhân tố mới thay thế cho những sự vắng mặt nói trên là không đơn giản. Đây mới chỉ là thách thức về nhân sự buộc ông Park phải vượt qua. Phần còn lại, những vấn đề về phong độ, đối thủ cũng đủ để khiến cho thuyền trưởng lẫn tuyển Việt Nam chơi với chứ không đùa. Và để xem, khi đã hết son, thầy Park sẽ làm cách nào để thành công.